hé lộ nguyên nhân bà nội cho cháu uống sữa có độc. Liên quan đến vụ việc bà nội pha độc vào sữa cho cháu uống, mới đây, nghi can đã có những lời khai ban đầu về nguyên nhân và hành vi phạm tội của mình. Nghi can Trử Thị Mỹ Lệ, 51 tuổi, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, là người đã pha thuốc có độc vào sữa cho cháu nội 10 tháng tuổi uống. Tại cơ quan công an, bà Lệ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bà Lệ là một bác sĩ khoa sản có tiếng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Ngoài ra, bà còn mở một phòng khám riêng tại thành phố Thái Bình. Theo lời khai của bà Lệ, vợ chồng con trai gửi cháu Lê Trần Dương M về cho bà chăm sóc. Trong quá trình nuôi dưỡng, bà chứng kiến cảnh cháu bé đau yếu phải đi bệnh viện thường xuyên. Hàng ngày nhìn thấy cháu khổ sở, bị bệnh hành hạ, bà nói với công an là rất đau lòng. Cháu M sinh ra đã bị bệnh bại não bẩm sinh, hở hàm ếch và nhiều bệnh lý phức tạp khác. Đó là nguồn cơn mà người bà nông cạn này đã pha thuốc chuột vào sữa, lấy lý do giải thoát cho cháu và các con đỡ khổ. Công an thành phố Thái Bình thông tin, bà Lệ khai đã hai lần pha thuốc chuột vào sữa cho cháu M uống. Một lần tại nhà riêng, lần còn lại là khi cháu bé nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình. Trả lời phóng viên hôm nay, lãnh đạo Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cho biết, đêm ngày 4 tháng 8, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Lê Trần Dương M, cháu bé nhập viện trong tình trạng nghi bị ngộ độc. Cháu đã được chuyển sang ngay khoa cấp cứu chống độc của bệnh viện để điều trị. Bệnh nhân M bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch. Sau đó cháu bé được chuyển lên tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ của bệnh viện này đã báo cho công an về những chất độc dược tìm thấy trong cơ thể cháu. Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã mời bà nội cháu lên làm việc. Sau đó đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an thành phố Thái Bình tiếp tục điều tra thụ lý. Tối ngày 1 tháng 8, cơ quan điều tra tại Thái Bình đã di lý bà Trử Thị Mỹ Lệ từ Hà Nội về thôn Tú Linh, xã Tân Bình để khám xét nhà riêng. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một lọ thuốc chuột dạng nước đã mở. Lọ thuốc này đã được bà Lệ xác nhận dùng để pha vào sữa cho cháu mình uống. Nghi can Lệ bị bắt giữ khẩn cấp. Công an thành phố Thái Bình cũng quyết định tạm giữ đối với người này để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người, quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 8, bà Lệ đã bị đình chỉ chức vụ phó khoa sản, đình chỉ sinh hoạt đảng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. Những thông tin mới nhất về vụ việc nghiêm trọng này sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.